đi lễ chùa nên vái mấy lần, cầu gì để không bất kính. Nhiều người vào chùa vái nhanh, vái nhiều bị coi là bất kính, còn cúng dài dòng chỉ là cách cúng dân gian. Một, Cầu gì khi lễ chùa Đi lễ chùa có những bài khấn theo truyền thống, hoặc có thể diễn nôm theo ý hiểu của mỗi người, miễn là thành tâm, nhưng phải lễ khấn ở ban Tam Bảo, ban Đức Ông, ban Đức Thánh Hiền, quan Thế Âm Bồ Tát. Mùa xuân du khách bốn phương về lễ Phật ở các chùa. Các sư thầy đều dạy, tới chùa lễ chú trọng sám hối, ăn năn trước những lỗi lầm, cầu xin có cơ hội sửa chữa, hoàn trả sai trái, có cơ hội làm việc thiện lành giúp đời. Tốt nhất mọi người nên cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu cho người sống có sức khỏe, an lạc, tâm hồn luôn sáng và thiện lành, khởi tâm cầu đạo, giác ngộ và kính tin Phật Pháp. Sau đó nguyện hồi hướng công đức cho các quan gia trái chủ, cho người thân, người đã khuất và các chúng sinh siêu thoát. Sư Thầy Thích Trí Hóa, Chùa Bằng A, Hà Nội chia sẻ đầu năm các chùa đều tổ chức cầu an cho các gia đình. Người dân đi lễ chùa nên cầu Phật gia hộ được bình an, công việc hanh thông, cầu phúc thiện, sức khỏe cho mình và người thân. Tùy sở nguyện mà cầu, nhưng đừng cầu quá tham mà không được. Còn bình thường các ngày rằm. Mồng 1, ngày sóc, vọng và các dịp lễ Tết. Những ngày có việc hệ trọng người dân đến chùa lễ Phật với tâm thành kính cầu khấn xin chư Phật, chư Bồ Tát và các hiền thánh hộ độ cho được thiện duyên, may mắn, mạnh khỏe, sống lâu, tài qua. Nạn khỏi, hạn ách tiêu trừ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc an khang, thế giới hòa bình, văn minh xã hội, chúng sinh an lạc. Đồng thời hồi hướng công đức cho người thân đã khuất, cho các chúng sinh ở thế giới bên kia được siêu sinh tịnh độ. Đó là những ước vọng chính đáng thể hiện qua các bài văn khấn khi lễ Phật. 2. Đừng cầu tiền bạc, công danh. Đi chùa không nên cầu tiền bạc, công danh, vật chất như cầu trúng số, cầu thăng quan tiến chức. Vì Phật không ban tiền bạc, vật chất. Phật Thánh thần không ban phúc cho ai, cũng không gieo họa cho ai. Tất cả là tâm thành và theo luật nhân quả. Người nào có quả phúc chín thì gạt về. Tới chùa không nên cầu xin năm nay được thế này, thế nọ. Đạo Phật là nhân sinh, không như đạo khác. Con người nếu không có tự lực, khả năng của mình thì tha lực, trợ độ của tâm linh cũng không giúp được. Ví như cầu cho con thi đỗ đại học, thì phải nhắm xem khả năng của con có thể học trường nào, theo hướng nào, tự lực để đạt kết quả. Nếu cứ cầu xin tha lực giúp mà con cái không có năng lực thì sao có thể đỗ. Đi lễ chùa tâm nghĩ sao thì khấn nôm na cầu vậy. Cầu gì cũng không nên lễ dài dòng. Cách lễ dài dòng không phải là lễ của đạo Phật, mà là theo cách lễ dân gian. Hai vái sao cho đúng. Cách vái, lễ lạy ở chùa nhiều năm, nữ, già, trẻ hay mắc sai lầm là vái nhiều, vái nhanh như bổ củi. Tầm tốt mà vào chùa vái lạy không biết cách là bị coi là bất kính. Nếu lễ ở ngoài trời, thắp hương ở lư hương to ngoài sân chùa thì phải vái ở tư thế đứng. Cách vái đúng là chắp hai bàn tay để trước ngực, rồi đưa lên ngang đầu, hơi cúi đầu và khom lưng xuống, rồi sau đó ngẩng lên và đưa hai bàn tay vái lên xuống theo nhịp lúc cúi xuống khi ngẩng lên. Số lần vái phổ biến là 3 đến 5 vái. Theo sư thầy Thích Trí Hóa, văn phòng chùa bằng A, cách lễ không bị phạm là tới ban nào cũng đứng trang nghiêm, vái ba vái, khấn lâm dâm xong thì đi ra ban khác không nên đứng trước các ban vái liên lịa như bổ củi và cầu khấn to luôn miệng. Cách vái liên lịa như thế là không đúng, còn bị coi là bất kính. Trong chùa đi nhẹ nói khẽ chứ không khấn to, nói to vì ảnh hưởng tới mọi người. Sáng suốt, Phật tính, đồng một pháp tính từ bi và bình đẳng, lễ lại có nhiều cách, mỗi thế có ý nghĩa khác nhau, nhưng thường thực hiện trước tam bảo và hay dùng trong dịp lễ trọng. Cách lễ theo đạo Phật ở Việt Nam thường là ngũ thể đầu địa, hai tay, hai chân và cái đầu đụng mặt đất là cách lạy tôn kính nhất thể hiện lòng biết ơn và niềm tôn kính ba ngôi tam bảo, Phật, Pháp, Tăng Bà lễ lạy cũng có ý nghĩa lễ lạy ba ngôi báo bên trong ta và mỗi chúng sinh vì chúng sinh cùng chưa Phật đồng một thể tính Pháp tính và đồng một đức tính thanh tịnh, hòa hợp, thanh tịnh tính Về việc xòe bàn tay úp hay ngửa là tùy người lễ lạy chưa tiền lệ bắt buộc nào quy định phải úp hay ngửa lòng bàn tay Số lần lễ lạy là số lẻ 357, 9 Khi lễ xong thì vái ba vái rồi lui ra muốn khẩn cầu theo ý nguyện như cầu tài lộc, cầu học hành, công danh, thi cử đỗ đạt, may mắn, cầu an khang thịnh vượng. Theo sở nguyện thì hãy tới ban đức ông, nhà thờ mẫu, tứ phủ, phần lớn các chùa ở miền Bắc đều có để đặt lễ và dâng hương cầu khấn. Cầu gì thì người dân cũng cần biết mọi việc đều theo luật nhân quả, có gieo nhân thiện lành mới gặt được quả phúc tốt đẹp. Nếu là tiền không mồ hôi, không phải của mình có cố tham cầu thì tiền tài đến rồi lại đi nhanh chóng còn cái gì thuộc về mình thì dù có phất đi nó vẫn quay lại